người dốt hay cãi. Một thổi nọ, Đức Phật đang ở trong vườn kỳ thọ cấp cô độc thành xá vệ, giảng pháp cho đồ đệ nghe. Thính chúng trong pháp hội này gồm hàng tại gia, xuất gia, đủ cả tứ chúng và vua quan, đại thần, tể tướng, bá quan, vạn dân, hơn 8 vạn người. Gần đến giờ ngọ, các thầy tỳ kheo phân thành từng đoàn bưng bình bát vào thành xá vệ khất thực. Trên đường đi vào thành, trời còn sớm, chưa đến giờ ngọ, các thầy tỳ kheo mới bàn với nhau rằng: "Trời hãy còn sớm, nếu chúng ta vào thành khất thực, e rằng các tín chủ chưa chuẩn bị kịp thức ăn cúng dường. Tốt hơn, để tránh sự phiền lòng vội vã của người tín chủ có thể khởi tâm không được hoan hỷ trọn vẹn, thì chi bằng chúng ta cùng nhau tạm thời đi vào giáo đường của đạo Bà La Môn nghỉ chân một lát, đồng thời cũng để nghe họ giảng đạo ra sao, rồi sau đó đi vào thành khất thực thì có lẽ hợp thời hơn." Nghe vậy, đa số đều đồng ý kéo nhau vào giáo đường Bà La Môn. Các thầy tỳ kheo lễ phép chào hỏi xong, mỗi người kiếm chỗ ngồi nghe theo các đạo trưởng Bà La Môn và đồ chúng của họ luận đạo. Các thầy Bà La Môn bàn cãi đạo lý với nhau, ai cũng tranh phần đúng, ai cũng nói mình có lý, ai cũng nói ý kiến của mình là hợp với chân lý hơn, đáng để thực hành. Các thầy Bà La Môn luận cãi nhau mỗi lúc một sôi nổi, không còn giữ được thái độ bình tĩnh nữa, đưa đến những lời thề thốt văn tục và tiếp theo đó là chân tay gầy gộc. Cuối cùng, trận đấu khẩu luận đạo của họ biến thành trận ẩu đả hỗn loạn. Các thầy tỳ kheo thấy vậy, cùng nhau đứng dậy lặng lẽ bỏ đi để vào thành khất thực. Đến giờ ngọ, các thầy tỳ kheo đều trở về tịnh xá thọ trai. Sau khi thọ trai xong, tăng chúng vây quanh Phật và đem những việc đã nghe thấy ở giáo đường Bà La Môn vừa rồi bạch lên Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, những người đạo Bà La Môn, họ vì tìm chân lý mà biện luận tranh cãi nặng lời, đến nỗi dùng tới dao gậy đã thương nhau. Như thế thì chừng nào họ mới đạt được chân lý? Cúi xin Đức Thế Tôn từ bi chỉ dạy để cho chúng con được rõ. Đức Phật mỉm cười, hiền hòa đáp: "Này các con, tất cả đều do si mê mà ra, không phải các người Bà La Môn kia chỉ ngu dốt sân hận ở một đời này đâu. Mà ta nhớ từ thuở quá khứ xa xưa, trong một kiếp nọ, cũng ở cõi Ta Bà này, có một nhà vua sùng tín đạo Phật, ngày ngày ngoài việc triều chính ra, nhà vua còn chuyên cần nghiên cứu thông hiểu nghĩa lý kinh Phật, thực hành lời Phật dạy. Trái lại, đình thần dân chúng trong nước không nhiệt tâm hâm mộ Phật Pháp, không thông hiểu đạo lý của chư Phật. Xem một vài trang kinh sách Phật rồi họ tưởng đã đủ thông hiểu lời chư Phật dạy, họ tỏ ra kinh mạng tự cao tự mãn. Vì vậy, tâm trí hiểu biết của họ đối với giáo nghĩa của chư Phật chẳng khác nào như bọt nước trong biển cả, như ngôi sao đối với ánh trăng, như miệng chùm đối với quãng trời bao la cao rộng, như ếch ngồi đáy giếng, như hồ ao nhỏ bé đối với đại dương. Lại có lắm kẻ còn tin theo giáo thuyết tà ma ngoại đạo để cho quần thần dân chúng tỉnh ngộ, hâm mộ nghiên cứu giáo lý Phật Đà. Nhà vua truyền lệnh tìm hết những người mù trong nước, từ thuở còn lọt lòng, tập trung lại tại một nơi trong hoàng cung. Sau hơn 3 tháng trời, những người mù khắp nơi trong nước đều được đưa về triều. Nhà vua lại truyền lệnh các quan trong triều và dân chúng cả nước phải tụ tập ở quảng trường trước cửa ngọ môn hoàng thành để chánh kiến cảnh thí nghiệm hy hữu. Đồng thời, nhà vua cũng ra lệnh cho quan quảng tượng dắt voi ra để cho những người mù rờ và cho họ tự do phát biểu ý kiến theo sự hiểu biết của họ. Còn nhà vua thì đích thân chủ tọa cuộc thí nghiệm này. Những người mù được dắt đến vây quanh để họ tùy thích rờ mó voi một hồi lâu, rồi xem họ phát biểu sự hiểu biết của mình. Người rờ trúng chân voi thì nói voi giống như cái cột, kẻ rờ trúng vành lỗ tai thì nói voi như cái rổ. Người rờ trúng đuôi thì nói voi giống như cái chổi, kẻ rờ trúng bụng voi thì nói voi giống như cái trống chầu, kẻ rờ trúng hông voi thì nói voi giống như bức tượng.
người rờ trúng lưng voi thì nói voi như mặt bàn, kẻ rờ trúng ngà voi thì nói voi giống như cái kèn, vân vân. Rồi cả bọn bàn cãi nhau ồn ào để tranh phần đúng về mình. Thấy bọn mù tranh cãi về sự hiểu biết của mình đối với voi, mỗi lúc một ồn ào, không ai chịu thua ai. Họ quờ quạng muốn đánh nhau. Thấy cảnh tượng như vậy, không nén được lòng, nhà vua bật cười to ha hả và phán với thần dân rằng: các quan văn võ triều thần và dân chúng cả nước đối với Phật Pháp hiểu biết chẳng khác nào như những kẻ mù kia hiểu biết về con voi. Rồi nhà vua ngâm lớn kể rằng: thần dân cả nước khác chim mù, Phật Pháp hiển bày vẫn cứ ngu, chẳng hiểu, chẳng tin, chẳng nghiên cứu, ngông nghênh khoe mép, tưởng đặc thù. Ngâm xong bài kệ, nhà vua hướng về thần dân, giảng nói lớn rằng: ở đời, có những kẻ chỉ mới học 5-3 quyển sách, hiểu biết nông cạn như vài bụng cát trong bãi biển, mà cứ tưởng mình thâm hiểu kinh điển diệu lý cao siêu, rồi vênh váo tự đắc, khua môi múa mép, tự cho ta đây là hơn cả. Những kẻ đó chẳng khác nào những kẻ mù rờ voi kia vậy. Nói xong, nhà vua đứng dậy, thành kính chắp tay, ngước mặt lên trời, đọc lời đại nguyện: chúng sanh vô biên, thệ độ hết, phiền não vô tận, thệ đoạn sạch, pháp môn vô lượng, thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành. Đức Phật thuật câu chuyện trên xong, để giải đáp thắc mắc của các tỳ kheo kia, Ngài hướng về đại chúng mà nói rằng: những người Bà La Môn tranh cãi ẩu đả trong giáo đường của họ mà các con vừa thấy đó, tiền kiếp của họ chính là bọn người mù rờ voi ở thời quá khứ. Họ ngu dốt, không chịu tìm minh sư học đạo, không chịu thân gần thiện tri thức để học hỏi kinh điển, nghiên tầm nghĩa lý chân chánh, chuyên tâm tu niệm mà cứ tranh cãi hơn thua, nên mãi đắm chìm trong ngu dốt. Còn vị vua ở thời quá khứ đó chính là tiền thân của Như Lai ta đây vậy. Câu chuyện bán nghèo. Thuở xưa, ở nước Ấn Độ, có một trưởng giả giàu nứt đố đổ vách nhưng hết sức keo kiệt, thường cắt cổ, lột da thiên hạ với cách cho vay nặng lời. Tánh ông lại còn hung tợn, tàn ác nữa, thật đúng với câu vi phú bất nhân. Ông không có chút từ tâm. Mỗi khi có những kẻ mang công thiếu nợ, không lo trả nổi theo lời hứa hẹn, thì ông sai lũ gia nhân đánh đập một cách tàn nhẫn. Thậm chí, ông còn đối đãi với kẻ ăn người ở trong nhà một cách hết sức tệ bạc, xem họ như loài thú vật không hơn không kém. Trong nhà có một bà lão bộc, làm công việc nhà quần quật suốt ngày, không có một lúc hở tay. Nhưng không phải chỉ vậy mà thôi đâu, mỗi khi có sơ sót hay lỡ tay làm hư hỏng việc gì, thì ông chủ miệng chửi, tay đánh không mảy may thương xót. Áo quần không đủ để che kín tấm thân gầy, cháo cơm không đủ làm no, dạ dày lép xẹp, lại còn tuổi già sức yếu mà phải chịu bao nỗi nhọc nhằn vất vả. Vì sức chịu đựng của con người có hạn nên bà thường bị đau yếu luôn. Có lẽ vì đau khổ quá, cực nhọc quá, nên nhiều khi bỗng không bà rơi nước mắt, rồi bà khóc thực sự, khóc cho thân thế bị dày vò, khóc cho tình đời đen bạc, trọng phú, khinh bần. Có một hôm nọ, nhân lúc mang bình ra mé sông múc nước, được ít phút rảnh rang khỏi cặp mắt gầm gừ của ông chủ, bà yên tâm tạm ngồi nghỉ chân dưới cội cây bàng. Trong đầu óc bà lúc ấy thoáng hiện ra những sự hành hạ, đập đánh, chửi rủa, tàn nhẫn vô lương tâm của ông chủ. Trong một phút suy gẫm về giá trị đời sống, bà bỗng rùng mình. Tội nghiệp bấy giờ, bà chán sự sống lắm. Một ý nghĩ đen tối thoáng hiện trong óc bà muốn quyên sinh. Bà nghĩ bà phải chết đi, chết để giải quyết tất cả mọi nỗi đau khổ loài người đen bạc đã cố ý đày đọa bà. Bà nghĩ những nỗi nọ niềm kia, nghĩ đủ thứ, nước mắt hai bên khóe tự nhiên ràn rụa tràn ra, lăn dài xuống hai má hốc. Bà để mặc cho hai dòng lệ tự do tuôn chảy không buồn chậm lau.
bà vẫn cố muốn khóc cho thật nhiều, khóc cho hết nước mắt, để rồi bà chết, phải rủ hết nợ đời, chớ sống mà thân xác cũng như linh hồn bị dày vò, đầy ải quá mức thì thà chết đi còn hơn. Bà khóc mùi mẫn cho đến đổi tôn giả Ca Chiên Viên đi đến tận bên, bà cũng không hề hay biết. Mãi đến lúc tôn giả cất tiếng hỏi, bà mới giật mình. Sao thế? Sao bà khóc lóc quá như thế? Ai ăn hiếp bà? Ai hành hạ đánh đập bà? Bà lão vẫn còn nghẹn ngào, không nói được ra lời để đáp lại những câu hỏi của tôn giả. Bà chỉ dương đôi mắt mờ lệ nhìn ngài. Tội nghiệp quá, xem bà nghèo khổ gian truân quá. Nhưng tình cảnh nhà bà ra sao? Tại sao bà lại ngồi đây một mình mà khóc? Bà cho tôi biết đi. Bà nói hết nỗi khổ của bà cho tôi nghe đi. May ra tôi có phương trước gì để giúp ích phần nào cho bà. Bạch ngài, ngài xem tôi từng này tuổi mà vẫn phải làm tôi mọi cho người ta. Công việc làm việc vất vả suốt ngày thâu đêm, lại còn bị chủ nhà ác nghiệt bó buộc đánh đập hành hạ khổ sở. Thân thể già yếu, nay đau mai mạnh, thế nhưng hằng ngày cơm chẳng đủ no, áo không đủ ấm, thì làm sao mà sống cho nổi. Bà vừa nói vừa khóc, trông thảm thiết lắm. Tội nghiệp, bà nghèo từng tuổi này mà còn phải làm tôi tớ cho người, để bị nhiều điều cơ cực đau đớn. Sao bà không bắn quách cái nghèo đi, để đeo nó theo làm gì cho thêm khổ sở. Trời ơi, sao ngài bảo lạ thế, ai thèm mua nghèo mà hòng bán. Bà ạ, tôi nói thật đấy, nghèo có thể bán được như thường. Tôi thấy bà khổ sở, tôi khuyên bà bán ngay nó đi. Tôi thương bà, tôi bảo thật đấy, tôi nói gạt bà có ích lợi gì cho tôi đâu. Nghe giọng nói quả quyết và trong gương mặt hiền từ, thành thật của tôn giả, bà hết sức ngạc nhiên nhìn tôn giả trân trân, hồi lâu mới thốt được nên lời. Nếu ngài có phương kế gì bán được cái nghèo, mong ngài thương xót chỉ cho tôi. Tôi xin ngậm vành kết cỏ, cảm đội ơn đức suốt đời, không lúc nào quên được. Được, tôi xin hứa chắc với bà là nếu bà thật tình muốn bán, thì tôi bảo thế này, bà phải làm đúng y như vậy mới có kết quả tốt đẹp được. Bây giờ bà hãy xuống sông tắm cho thật sạch sẽ, thân thể bẩn thỉu quá có thể sinh ra nhiều bệnh tật, lại ai cũng chán mà chẳng dám đến gần. Bà già vâng lời tôn giả xuống sông tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, bà liền đến bên Bạch Răng. Bây giờ ngài dạy tôi cách nào để bán. Bây giờ bà phải bố thí, vì Phật đã dạy pháp bố thí là để cho người vượt khỏi lòng tham lam. Mà tham lam là cái nhân bần cùng khổ sở. Tôi đã dùng huệ nhãn quan sát thấy bà nhiều kiếp trước tính tình tham lam keo kiệt, nên kiếp này bà phải chịu quả báo cơ cực nghèo cùng. Vì vậy muốn hết nghèo cùng, bà phải dứt lòng tham lam, còn phải thực hành phương pháp bố thí. Nhân nào thì quả nấy, chắc chắn không sai. Đất ơi, ngài bảo tôi bố thí để dứt lòng tham, nhưng tôi có tham hồi nào đâu, tại tôi nghèo cùng, đến nỗi dơ xương, lòi da như thế này, tôi phải đào đâu ra của để mà bố thí. Thưa ngài, ngài bảo cách nào, dù thiên lao vạn khổ gì, già này cũng có thể cố gắng làm được, chứ điều này thì xin chịu. Tôi không biết cách nào để làm cho được vừa lòng ngài. Đây, hiện giờ trong tay chỉ có cái bình này của chủ thôi, tôi mang đi để múc nước về. Nếu có thể bố thí được thì tôi xin bố thí ngay, bất quá về nhà chủ đánh chút thôi, không đến nỗi gì, quen rồi chả sợ. Miễn giờ đây có thể làm đủ theo ý muốn của ngài là tôi vui lắm rồi. Ấy chết, của chủ bà đem cho đi, về nhà mất bình, chủ bà đánh chửi chịu sao nổi. Không sao thương ngài, già đã chịu đựng quen rồi, không đến nỗi gì, mà già cũng nghĩ liều mạng bất quá chết là cùng. Cũng được, miễn có lòng thành kính là được, không luận ít nhiều. Bà hãy đem bình tìm chỗ nước thật trong và thật sạch, múc đầy bình đem về đây cho tôi. Tôn giả Ca Chiên Viên tiếp nhận bình nước sạch, tự tay bà lão múc đem về dâng. Ngài chú nguyện cho bà,
lại dạy bà lão nên ăn chay, niệm Phật, làm các công đức. Đoạn ngài hỏi: bà có chỗ ở nào thật sạch sẽ không? Tội nghiệp quá, nhưng bà về nên cố gắng giữ lòng, lo trọn bổn phận, không nên hiềm hận điều gì cả. Tối đến, đợi khi trong nhà ngủ hết, bà hãy lén mở cửa lên nhà trên, vào trong ngồi xếp bằng ngay ngắn niệm Phật, tâm đừng nghĩ gì khác, chỉ nên nhất tâm tưởng Phật mà thôi, bà nên nhớ thế. Bọn đầy tớ nhà ông trưởng giả rạng ngày mở cửa, cả sợ tri hô lên. Ông trưởng giả hốt hoảng, ba chân bốn cẳng vừa chạy vừa quát: mẹ tớ này, sao hôm nay trốn được lên đây ngồi chết? Từ trước tới giờ không bao giờ mụ được lên đây cả, thế sao hôm nay? Bây đâu, hãy đến gần chờ xem bà ta chết đã lâu chưa. Nếu thiệt chết, bay cột chân kéo xác bỏ vào rừng, cho quả kền ăn quách đi là xong chuyện. Mau lên, không tao đập chết cả lũ bay nữa bây giờ. Mau lên, mau lên. Bọn đầy tớ lúi húi tìm dây cột chân, làm theo lời ông chủ. Nhưng ra khỏi ngõ, chúng lại lôi tấm bố đã giấu được, đem ra đắp điểm cho bà. Xong rồi, chúng ráp nhau khiêng xác đem bỏ vào trong rừng lạnh. Có ai ngờ đâu, lúc bấy giờ, bà lão tuy tồi tàn thế, nhưng thần thức của bà đã được sanh lên cõi trời Đao Lợi, do nhờ sự chú nguyện của tôn giả Ca Chiên Viên và sự cố gắng niệm Phật của bà. Bấy giờ, ở trên cõi Đao Lợi, có một vị thiên tử vì hết phước báo nên phải hoàn sanh nhân gian. Bà lão nhờ sức trì giới, niệm Phật và công đức bố thí mà được thế vào địa vị ấy. Nhưng vì ham vui chơi theo khoái lạc của thiên báo mà quên nguyên do gì mình được sanh làm thiên tử. Song vị thiên tử này, tức bà lão Bộc, trước đã gây phước lành, kết duyên Phật Pháp nên cảm đến lòng từ của tôn giả Xá Lợi Phất. Ngài bèn đến lân la dò hỏi để kích thích đạo tâm sẵn có của vị thiên tử. Phàm việc gì có ra đều có nguyên nhân cả. Hẳn Ngài định biết mình từ đâu đến và do nhân duyên gì mà được cảm quả báo làm thiên tử như hôm nay chứ. Vị thiên tử cùng các quyến thuộc còn đang ngơ ngác chưa hiểu ra làm sao cả, thì Ngài Xá Lợi Phất liền truyền đạo nhãn cho vị thiên tử xem. Như chim bao chợt tỉnh, vị thiên tử rối rít tỏ lời cảm tạ ơn Ngài Xá Lợi Phất đã khai thị cho, đồng thời họp cả 500 quyến thuộc lễ ngài, rồi cùng nhau mang hương hoa sang ngay Hàng Lâm sông Hương rải hoa cúng dường tử thi. Ánh sáng của chư thiên chiếu khắp cả khu rừng có tử thi của bà lão Bộc làm cho mọi người hết sức kinh dị. Nhà ông trưởng giả cũng hay, cũng kéo nhau đến xem. Lấy làm lạ, có người đến gần hỏi: đây là người tớ già của nhà chúng tôi vừa chết, thân thể đã sình trương nhơ nhớp. Khi bà còn sống, người ta còn ghê tởm, ít dám đến gần thay. Phương chi, này bà đã chết rồi, có gì quý lạ mà quý vị đến đây rải hoa cúng dường? Nghe hỏi, vị thiên tử bèn ứng tiếp, đáp lời thuật rõ ngọn ngành. Vì nhân duyên gì mình được bỏ thân tôi tớ, sanh làm trời hưởng phước báo vô lượng. Đoạn vị thiên tử xây mặt về phía tịnh xá, tự nghĩ đến tôn giả Ca Chiên Viên. Rồi vị chư thiên quyến thuộc của mình và một số người trần có mặt hôm đó giảng pháp màu đã lãnh thọ được cho nghe, nào là luận về pháp bố thí, giữ giới, niệm Phật, lìa dục. Nghe xong, 500 vị trời ấy tâm được xa lìa trần cấu, chứng nhãn thanh tịnh, đồng bay về thiên cung. Bấy giờ, những người trần có mặt tại đó, thảy đều tỉnh ngộ, ông trưởng giả bấy giờ mới sáng mắt và mới nhận được cái giá trị của con người không phải ở vật chất mà chính là ở tinh thần vậy. Thế là bà lão đã bán được cái nghèo với một cái giá cao hết sức tưởng tượng, làm thân trời. Câu chuyện bệnh tật. Từ nhỏ, sức khỏe tôi đã không tốt. Một năm 365 ngày, ngày nào cũng uống thuốc, không một ngày nào nghỉ uống cả. Trước đây, tôi cũng đã uống rất nhiều loại tây dược, nhưng đến bây giờ, cứ uống thuốc tây vào là bị ói, và ói liên tục. Thế là đành phải uống thuốc bắc. Có một vị Phật tử hỏi tôi rằng: Bạch Tuệ Luật Pháp Sư,
Thầy thuyết pháp một lần độ cả mấy vạn người, công đức lớn như thế mà cũng bị bệnh, cũng bị ói mửa sao? Ôi, tại sao lại hỏi như vậy? Nôn mửa là trạng thái thường thấy ở bệnh nhân, thì lại có quan hệ gì với việc thuyết pháp độ sinh? Con người có thân thì nhất định phải chịu khổ vì thân. Nếu như sau khi học Phật, sau khi niệm Phật mà không bị bệnh, cũng không bị cảm, tụng kinh mà trong nhà có thể tiêu trừ hết những tai nạn nguy hiểm, thì tất cả bệnh viện ở Singapore này phải đóng cửa hết rồi. Cũng không cần phải uống thuốc, chăm cứu làm gì nữa. Đây đã là một sự ngộ nhận về chân lý của Phật giáo. Sở dĩ nói chấp nhận hiện thực chính là tiếp nhận sự thật bất khả kháng. Chúng ta phải vui vẻ mà tiếp nhận. Khi chúng ta vui vẻ tiếp nhận sự thật, thì chúng ta sẽ cảm thấy được thoải mái, an vui hơn. Tôi nói tôi độ được rất nhiều người, nhưng sự thật thì không có chúng sinh nào có thể độ cả. Tôi cũng không cho rằng là mình đang độ chúng sinh. Tuy cơ thể tôi có nhiều bệnh, nhưng tôi vẫn tiếp nhận sự thật này. Sức khỏe không tốt là do kiếp trước mình đã tạo nghiệp, nay phải thọ quả báo. Nếu như quả báo đã đến mà chúng ta lại than phiền thì càng khổ hơn nữa. Vì thế, quý vị cần phải học điều này, chấp nhận số mạng của mình. Chấp nhận số mạng thì cuộc sống sẽ bớt được rất nhiều đau khổ, không phải than oán. Cuộc đời không có việc oan uổng. Nhân như thế nào thì quả sẽ như thế đó. Không có việc nào là oan uổng cả. Trong cuộc sống, mỗi một con người có hình dáng, trí tuệ, năng lực kinh tế không giống nhau, hình thái sinh hoạt cũng khác nhau. Vì sao vậy? Đó là do vì nhân quả tạo tác của mỗi người mỗi khác. Vì thế, hy vọng mọi người phải hiểu rõ được cuộc sống chân thật mà không phải đi bói khoa xem tướng, đoán vận mạng. 19. Buông xả quan niệm về sự được mất. Chúng ta phải làm thế nào để đạt được hạnh phúc? Đó chính là phải buông bỏ quan niệm được mất. Thật vậy, phải xả bỏ quan niệm được mất. Hôm nay, quý vị có được bất kỳ một vật gì thì trước hết đừng nên bận vội, vì rằng đến một ngày nó sẽ mất đi. Hôm nay mà quý vị mất một vật gì thì có một ngày nó cũng sẽ có lại thôi. Đây là sự thật ở cuộc đời, nghĩa là không có một cái gì tồn tại vĩnh viễn. Do vậy, chúng ta cần phải buông bỏ quan điểm về sự được mất, nghĩa là khi được một cái gì chúng ta không nên mừng vội, và khi mất một cái gì chúng ta cũng không nên quá đau buồn. Người xưa đã nói, trong họa có phúc, trong phúc có họa. Và nếu là họa thì có trốn cũng không khỏi, còn nếu là phúc thì không cầu cũng tới. Cuộc đời thường có rất nhiều việc mà chúng ta không biết làm thế nào cả. Ví dụ, người con trai bị mất người yêu, anh ta vô cùng đau khổ, chỉ muốn chết thôi. Hoặc thắt cổ, hoặc uống thuốc ngủ, hoặc tự sát, hoặc uống thuốc độc. Ở Đài Loan, rất nhiều người uống thuốc độc tự sát. Những người ấy, vì họ không hiểu được rằng có một số sự việc chúng ta làm nhưng không hẳn lúc nào cũng thành công cả. Giống như nhiều tay đại gia ở Đài Loan rất thích chơi cờ bạc, đam mê cờ bạc một cách điên cuồng, nhưng có mấy ai thành công nhờ cờ bạc đâu. Có một người rất hiếm khi trúng lớn, sau đó anh ta mua vé số trúng được hơn 400 vạn. Khi đi lãnh tiền về, gặp bốn người tay cầm binh khí chặn anh ta lại, bảo anh ta bỏ bao tiền xuống. Vấn đề trị an bấy giờ của Đài Loan đã đến lúc báo động đỏ, nghiêm trọng lắm rồi. Có một hôm, Bộ trưởng Nội chính Hứa Thủy Đức đến thăm tôi. Ông ta hy vọng có thể nhờ vào lực lượng tôn giáo để cải thiện được những phong tục thị hiếu của xã hội, dùng lý nhân quả để khuyến khích mọi người làm việc thiện. Kỳ thật, vấn đề trị an ở Singapore tốt như thế này, nếu có thể làm cho mọi người hiểu biết thêm về lý nhân quả của Phật giáo thì càng tốt hơn nữa. Vì như vậy, sẽ làm cho đất nước xã hội Singapore đã tốt lại càng tốt hơn. Sau khi đã ý thức được về nhân quả, thì mọi người sẽ không dám phạm tội.
Ví dụ như quý vị đánh tôi, bảo tôi đi bắt cóc tống tiền, thì dù có chết tôi cũng không dám làm. Bảo tôi đi giết người, tôi cũng sẽ không đi, bởi vì tôi có ý thức về giới luật. Ở trên chúng ta vừa nói đến người trúng số. Khi vào ngân hàng lãnh tiền, gặp bốn tên cướp, bảo anh ta bỏ 400 vạn xuống. Anh ấy đã từng là lính thủy quân lục chiến, sức khỏe rất tốt. Tuy nhiên đối phương có tới 4 người, lại có cả binh khí, còn anh ta thì không có một tấc sắt trong tay. Nhưng vì là người đã học quyền thuật, lúc ấy anh ta liền xuất thủ. Kết quả là 2 trong 4 người bị anh ta đánh chết, nhưng anh ta cũng bị đâm hơn 20 nhát dao. Sau đó vì bị máu ra nhiều, cứu không kịp, anh ta cũng lìa đời. Chúng ta có giả thiết, giả như không trúng số thì có lẽ anh ta sẽ không bị chết như vậy. Nhưng vì phát tài bất ngờ mà thân thể phải thọ thương rồi cuối cùng phải chết. Vì thế tôi nói, quý vị Phật tử, có tiền, không có tiền cũng đều cố gắng học Phật. Như vậy, chúng ta phải buông bỏ cái ý niệm về sự được mất. Có tiền cũng không hẳn đã tốt, có người yêu cũng không hẳn là may, có quyền lực cũng không nhất định là hay, mà có lúc còn bị quả sát thân nữa là khác. Những điều này thật là khó nói, cứ sống bình dị qua ngày có phải là an lạc hơn không? 20. Một câu chuyện tình. Tiếp theo, tôi xin kể về một chuyện của tôi trước đây, đó là thời kỳ đau khổ nhất của tôi. Lúc đó, tôi đang học cao trung năm thứ 3. Có quen với một người bạn gái. Tuy tôi thấp như thế này mà cũng có một thiên tình sử về tình yêu lãng mạn. Giờ đây thì tôi đã xuất gia rồi, nhưng không phải vì thất tình mà xuất gia. Đây là điểm cần phải nói rõ. Người con gái mà tôi quen khi học năm thứ 3 cao trung là người em con dì học cùng lớp. Lúc đó tôi học ở trung học Kiến Quốc Đại Bắc, đó là một trường danh tiếng, điểm số để vào trường rất là cao. Trong mấy dạng thí sinh dự thi mới chọn được mấy ngàn, thật là rất khó thi đậu. Khi đó tôi dạy cô ta học toán, thế rồi tình cảm phát sinh luôn. Sau đó mẹ của cô ta không đồng ý, bà ta nói với con gái, con quen với người con trai này, anh ta tuy đẹp trai nhưng thấp quá. Lại nữa, con nhìn thử coi, sắc mặt anh ta như vậy chắc thọ không đến 30 tuổi. Thế mà bây giờ tôi đã 38 tuổi rồi đó. Lúc ấy do sự phản đối của mẹ cô ta nên thời gian chúng tôi gặp nhau không nhiều, không lâu sau thì xa nhau. Thế nhưng vì đó là tình yêu đầu tiên trong đời nên nó sâu đậm lắm, cho nên khi chia tay thật vô cùng đau khổ. Đâu có giống như bây giờ lớn rồi sẽ không còn bị say tình nữa. Bây giờ đã hiểu rõ và rất rõ nữa là khác. Lúc đó chưa biết Phật Pháp, lại không hiểu được cách sống là như thế nào. Hàng ngày cứ đọc thư và hình ảnh của cô ta, nó cứ luôn luôn chiếm lấy tâm hồn tôi. Vừa nghe tiếng chuông điện thoại reo thì liền nghĩ có phải nàng ấy không, rất là khẩn trương. Về sau người ta không yêu mình nữa thì tôi cũng đành quyết định chia tay. Sự thật là cô ta nói lời chia tay trước, và đương nhiên tôi đành chấp nhận. Quý vị không biết sự đau khổ của loại tình cảm đó đâu. Muốn quên nhưng thật sự rất khó, không đơn giản chút nào cả. Người chưa bị lửa tình thiêu đốt thì cũng không biết được sự lợi hại của nó thế nào. Rõ ràng biết mình với người ta không còn duyên nữa, phải quên đi, thế mà quên không được. Sau đó thì tôi đi đến cái cầu lớn ở Đài Bắc, muốn nhảy xuống cầu tự tử. Nhảy xuống một cái là mọi chuyện giải quyết xong cả, mà được giải thoát nữa. Nhưng nhìn lại thấy cây cầu cao quá, không dám nhảy. Thế là càng đau khổ. Chết mà cũng muốn tìm một cách chết cho êm xuôi. Lúc ấy tôi xuống khỏi cầu, đi men theo bên sông, càng đi càng cảm thấy đau khổ. Suy đi nghĩ lại, thôi thì cứ nhảy xuống uống nước một cái mà chết cho rồi. Lúc đó là mùa đông,
dưới nước sông rất lạnh. Tôi lại nghĩ, nếu bây giờ nhảy xuống, lỡ mà không chết thì thật là phiền phức. Chết liền thì không nói, lỡ nó không chết mà bị cảm lạnh, phải uống thứ thuốc hắc can tiêu thì thật là phiền lắm. Thế rồi nghĩ đi nghĩ lại, thôi không tự tử nữa, vì trong nhà còn có mẹ. Ôi chà, cứ ôm ấp sự suy nghĩ dớ dẫn đó thật là đau khổ vô cùng. Sau đó tôi đọc được cuốn sách Hy vọng của người thanh niên do một vị chiến sĩ người Mỹ viết. Cuốn sách đó rất hay và tôi xem đó là cuốn sách gối đầu giường. Lúc ấy còn chưa tiếp xúc với Phật giáo. Nếu như khi đó mà đã được tiếp xúc, học hỏi Phật Pháp thì vấn đề đã đơn giản hơn nhiều. Giả như cô ta muốn chia tay thì tôi lập tức chia tay liền. Bởi vì như vậy thì tôi càng có nhiều thời gian để tụng kinh và cô ta cũng không thể làm khó tôi nữa. Trong lúc tôi đau khổ nhất lại đọc được cuốn sách đó nên tôi mới vượt qua được đau khổ. Trong sách đó có viết, thời gian rồi cũng sẽ qua. Nghĩa là nói thời gian rồi cũng dần dần trôi mất, đau khổ rồi cũng sẽ phôi phai. Giả thiết như hôm nay tôi gặp một cô nào đó, kết hôn với cô ta thì có lẽ cũng bắt đầu cãi nhau liền bây giờ. Điều đó là đúng thôi, bởi vì quý vị nhìn thấy, tất cả những cái gì gọi là đẹp thì nó cũng ngắn ngủi, không chân thật. Đến ngày nào đó cô ta đi thẩm mỹ viện, làm tóc, sửa sang đủ thứ cả. Như thế có phải là phiền phức lắm không? Đài Loan trước đây có rất nhiều ngôi sao ca nhạc, điện ảnh đều như vậy, đều rất khổ vì vấn đề da mặt. Vì thế tôi phải nói với quý vị, nếu khi quý vị gặp phải việc gì đau khổ nhất thì quý vị phải chấp nhận sự thật, phải nói với mình một cách rõ ràng rằng thời gian rồi cũng sẽ phôi phai. Cảm ơn tất cả quý vị. Phật giáo với nhân sinh. Phần 2. Phật giáo và nhân sinh. Đề tài này tương đối dễ triển khai, bởi vì trong mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây phút, chúng ta đều hiện hữu trong cuộc nhân sinh. Mỗi hoạt động của chúng ta cũng đều phản ánh nhân sinh. Nói cách khác, Phật giáo chính là nhân sinh quan triệt để. Vì sao nói Phật giáo là nhân sinh quan triệt để? Ví dụ như nói, chúng ta thường thấy những cô gái rất đẹp, thì mỗi ngày các cô gái này cần phải trang điểm, sửa soạn sắc đẹp, lo chăm sóc, chải chuốt mái tóc dài. Có người thì lo kết theo kiểu đuôi sam. Ở Đài Loan hiện rất thịnh hành các loại phấn thoa, các loại keo để uống tóc cho xoăn lại, các loại mỹ phẩm để nhuộm màu tóc, vân vân, và rất nhiều thứ mỹ phẩm khác nữa. Như thế, chỉ nổi vấn đề chăm lo sắc đẹp, mái tóc mà hàng ngày những cô gái ấy đã tốn không biết bao nhiêu thời gian, tiền bạc, và chính họ đã bị sắc đẹp, mái tóc của mình làm khổ rồi. Ngoài ra, còn các vấn đề khác nữa, như trang phục quần áo, giày dép. Mặc dù đã có hàng tá bộ quần áo, hàng chục đôi giày đủ kiểu, nhưng khi nhìn thấy có những bộ quần áo mới, những đôi giày kiểu mới khác mà chưa mua được, thì họ càng thấy đau khổ vô cùng. Ở đây chỉ đơn cử một ví dụ mà chúng ta thường thấy trước mắt, chứ thực tế trong xã hội còn có biết bao nhiêu khó khăn đau khổ mà chính con người tự gây ra cho mình và cho người khác. Trước các vấn đề như thế của xã hội, từ góc độ Phật giáo mà nhìn, tức là theo nhân sinh quan Phật giáo, thì trước hết chúng ta không được mơ hồ. 21. Không mơ hồ. Đối với vấn đề nhân sinh theo Phật giáo thì chúng ta không được mơ hồ, tức là không được hiểu biết sai lầm về bản thân và xã hội. Cơ thể của chúng ta chịu sự chi phối của định luật vô thường. Thân thể này thật sự không phải là một vật trong sạch. Ví như chúng ta bị cảm cúm, sổ mũi, thì các thứ nước mũi, đàm giải thải ra, hoặc là đau bụng, thổ tả, vân vân.
Theo quan niệm của Phật giáo, không có cái gì gọi là mỹ nữ cả. Mỹ nữ chỉ là một cái xác. Nếu như chúng ta tách riêng ra từng bộ phận của cơ thể đó, thì chúng ta sẽ thấy chúng là những vật gì. Và trong từng bộ phận đó, chúng ta còn tìm thấy mỹ nữ ở trong đó hay không? Nói cách khác, Phật giáo chính là sự hiểu biết chân chính, không được mơ hồ đối với bản thân, sự vật, hiện tượng, mà cần phải thấy rõ được bản chất của các sự vật hiện tượng. Như vậy, đối với một người học Phật, sau khi đã học hỏi nghiên cứu thấu đáo về vũ trụ và nhân sinh, thì không có việc gì có thể lừa gạt được người đó, và họ không bao giờ bị mê mờ trước các sự vật hiện tượng. Ví như nói, những người con gái vì muốn mãi mãi được trẻ đẹp mà mỗi ngày họ phải lãng phí thời gian đến mấy giờ đồng hồ để trang điểm cho thân thể. Hôm nay trang điểm, rồi ngày mai lại phải trang điểm. Thế nhưng sự thật thì sắc đẹp có giữ gìn mãi mãi được đâu. Tôi thường nghĩ, nếu như những người con gái đó cứ tiêu tốn thời gian để trang điểm cho sắc đẹp giả tạo của mình, thì họ quả là những người rất đáng thương. 22. Thế gian không có gì là thật của mình. Các bậc thánh nhân đã từng nói với chúng ta rằng, thế gian chỉ để chúng ta sử dụng, chứ không phải là sở hữu của ta. Điều này nghĩa là, bất kỳ vật nào ở trong thế gian này cũng chỉ là vật tạm thời mà ta mượn để sử dụng mà thôi. Thật sự thì không có vật gì vĩnh viễn tồn tại. Giả như hôm nay bạn có rất nhiều tiền, nhưng sau khi bạn chết rồi, thì tiền cũng không còn là của bạn nữa. Hoặc như hôm nay bạn có một chiếc giường ngủ thật đẹp, và thường ngày bạn rất thích nằm ở trên đó. Nhưng sau khi bạn chết, lập tức bạn bị người ta bưng đặt vào quan tài, và sau đó sẽ đưa đến lò hỏa táng. Và chiếc giường đó bạn cũng không mang theo được. Và ngày nay con cái của bạn rất mực hiếu thuận, nhưng rồi một ngày kia bạn cũng phải lìa xa chúng mà đi vào cõi thiên thu. Điều này nói lên rằng cảnh tốt cũng vô thường. Trên cuộc đời này không có một vật nào thường hằng cả. Vì thế mới nói thế gian di ngã sở dụng, nghĩa là chúng ta chỉ tạm thời mượn chúng để sử dụng mà thôi. Và phi ngã sở hữu, chính là nói trên cuộc đời này không có cái gì là của ta. Bây giờ trong túi bạn tạm thời có tiền, nhưng biết đâu ngày mai lại nằm trong túi của tôi, rồi ngày kia lại nằm trong ngân hàng. Và biết đâu một tai nạn bất ngờ đến với bạn, thì tiền kia đâu còn là của bạn nữa. Vì thế, người học Phật không nên ỷ thế mình có nhiều tiền mà sinh tâm kiêu ngạo, và cũng không nên vì thấy mình nghèo mà lại tự ti mặc cảm. Trong cuộc sống, một ngày ăn no ba bữa cơm canh đạm bạc, cuộc sống yên ổn thanh bình, thì đó cũng là một cuộc sống tốt vậy. Nhân vì mọi người không hiểu rõ chân lý, không biết quý trọng sinh mạng, cho nên Đức Phật dạy, sự nghèo nàn về tâm linh chính là sự bần cùng đáng sợ nhất của kiếp người. Người khốn cùng nhất trên thế giới này không phải là người không có tiền, mà chính là người không có trí tuệ. Không có trí tuệ thì bạn chính là một kẻ bần cùng, còn không có tiền, bạn nhất định không phải là một người bần cùng. Kính thưa quý vị, hôm nay quý vị nghe tôi thuyết giảng Phật Pháp, có phải là quý vị giàu có hơn những người có nhiều tiền phải không? 23. Tâm bao thái hư, tấm lòng ôm trọn cả thái hư. Có người hỏi tôi rằng, Huệ Luật Pháp Sư, thầy nói thầy có rất nhiều tiền phải không? Như vậy, so với Dương Vĩnh Khánh của Đài Loan và Hoàng Tổ Diệu của Singapore, thì ai giàu hơn? Kính thưa quý vị,
Nếu như chúng ta có nhiều tiền mà chúng ta lại chấp trước vào tiền bạc của mình, thì hàng ngày chúng ta bị chính đồng tiền của chúng ta làm cho khổ sở. Tại Đài Loan thì tay chân của các băng nhóm trộm cướp như băng Hắc Tinh, Hồng Tinh rất nhiều, và bọn chúng luôn luôn tìm cơ hội để tiếp cận với những người giàu có. Thế nhưng rất hiếm những người như thế tìm đến các hòa thượng như chúng tôi. Tấm lòng của những người tu hành như chúng tôi ôm trọn cả thái hư, bao gồm cả vũ trụ. Khi chúng ta không tham đắm chấp trước đối với thế gian này, thì hết thảy hư không khắp cả pháp giới này đều là tài sản của chúng ta. Quý vị thấy có đúng không? Kính thưa quý vị, chỉ cần quý vị hiểu rõ được giáo lý Phật Đà, buông bỏ hết mọi sự chấp trước, thì tất cả sơn hà đại địa, nơi nào cũng là tài sản của quý vị. Có một số vị giám đốc của các công ty cậy mình có nhiều tiền, rồi thường làm khó dễ các nhân viên của mình. Hễ có ai làm việc không thuận theo ý của họ một chút, là họ lập tức nổi giận, không xem mọi người ra gì, không tôn trọng mọi người xung quanh. Những người luôn tự cao, tự đại, tự cho mình là ưu việt hơn tất cả mọi người, luôn luôn sống trong sự ca tụng, tâng bốc của mọi người, thì họ quả thật là những kẻ rất đáng thương. Và họ cũng chính là những người yếu đuối nhất, bởi vì họ không thể nào vượt qua được những biến chuyển của cuộc sống, những khó khăn, những điều bất như ý khác trong cuộc đời. Và nhất là họ không vượt qua được chính bản thân mình. 24. Thưởng thức một đóa hoa. Kính thưa quý vị, hiện tại với bông hoa đang ở trước mặt của tôi đây, bông hoa này thật đẹp phải không quý vị? Nhưng nếu như bây giờ có một người đang tức giận, thì quý vị thử nghĩ xem, người đó khi nhìn thấy bông hoa, anh ta có cảm nhận được cái đẹp của bông hoa hay không? Còn đối với một người bị thất tình, khi chúng ta bảo anh ta nhìn bông hoa này, thì trong lòng anh ta chỉ nghĩ về hình bóng của người yêu, chứ thật sự không thấy được vẻ đẹp của bông hoa. Còn đối với một người vừa chết vợ, thì cho dù bông hoa này có đẹp thế nào đi nữa, ông ta vẫn không cảm nhận được khi nhìn thấy nó, bởi vì ông ta vừa mất đi một người bạn đời thân thiết. Và như vậy, trong lòng ông ta mang một nỗi đau buồn rất lớn. Như thế, nội tâm ông ta đã bị sự đau khổ buồn rầu chi phối, và ông ta không còn cảm nhận được cái đẹp vốn có của bông hoa. Hoặc là ngay trong hội chúng đây, giả như có vị nào bị mất tiền, vậy xin hỏi quý vị, đối với người đó, khi nhìn thấy bông hoa này thì người đó không thấy được cái đẹp của bông hoa, mà chỉ nhìn thấy số tiền của mình đã mất. Và đối với người này thì nhìn vào cái gì, người ấy cũng thấy thành tiền cả, phải không? Như thế, từ bông hoa, nhưng người mất tiền thì thấy nó thành tiền, và cứ mãi nghĩ đến tiền mà có thể người đó trở nên lú lẫn, mất hết cả sự sáng suốt để đối mặt với cuộc sống hiện tại. Thưa quý vị, nội tâm của con người rất khó chế ngự. Muốn chế ngự được tâm mình thì cần phải thực tập sự buông xả. Ví như khi nhìn một bông hoa, cảm giác về bông hoa tùy theo tâm trạng của mỗi người mà có sự khác biệt. Người thất tình, người chết vợ, người mất tiền đều có cái nhìn về bông hoa khác nhau. Thật đúng là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Đối với một người tu hành thì khi nhìn một bông hoa, người ấy sẽ thưởng thức được một cách trọn vẹn cái đẹp của bông hoa, bởi vì người ấy có được sự chánh niệm. Chánh niệm là chất liệu thắp sáng hiện hữu. Một người có chánh niệm nghĩa là khi đang nhìn thấy bông hoa thì trong nội tâm người ấy không bận suy nghĩ về bất kỳ một việc nào khác, mà người đó tập trung ý thức của mình vào bông hoa để nhận diện được sự hiện hữu màu nhiệm của bông hoa ngay trong giờ phút hiện tại. Kính thưa quý vị,
trong cuộc sống thường ngày của chúng ta nói riêng hay trong cuộc nhân sinh nói chung. Có rất nhiều và rất nhiều bông hoa màu nhiệm như vậy. Đó là sự hiện diện của những người thân yêu của chúng ta, như cha, mẹ, vợ, chồng, bạn bè, con cái. Nhưng vì thiếu chánh niệm nên đã có những lúc chúng ta quên đi sự hiện diện của họ đối với chúng ta. Và thật đáng buồn hơn là đã có không ít lần chúng ta đã làm cho người thân chúng ta đau khổ. Ở đây không phải vì chúng ta thiếu tình thương đối với người thân yêu, mà chính là chúng ta đã thiếu sự hiểu biết về những người thân yêu của chúng ta. Chúng ta luôn nói là yêu thương mọi người, nhưng chính chúng ta lại thiếu hiểu biết về những người đó. Và khi đã thiếu sự hiểu biết đối tượng, thì tình thương có lúc lại làm cho đối tượng đau khổ. Vì thế, người xưa đã nói, thương nhau mà lại bằng mười phụ nhau là vậy. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống chúng ta cần phải có sự tri túc, tức là biết đủ đối với bản thân. Bởi vì có tri túc là chúng ta không có sự tham cầu đối với thế gian này. Ngay đó chúng ta mới có niềm vui từ nội tâm. Khi có niềm vui từ nội tâm, chúng ta mới cảm nhận được những giá trị của hạnh phúc hiện hữu quanh ta. Còn nếu không thì chúng ta cứ bị tham lam, danh vọng, ganh ghét, đau khổ, vân vân chi phối, mà không bao giờ tự mình cảm nhận được những hạnh phúc trong cuộc sống. Tục ngữ nói, nhân đáo vô cầu phẩm tự cao, nghĩa là con người chúng ta khi không còn lòng tham thì nhân cách sẽ tự cao đẹp. Một người mà khi trong lòng không còn tham cầu thì phẩm hạnh của người ấy tự nhiên sẽ cao siêu, mà không cần phải có người tân bốc hay vua nịnh. Lại nói, vô dục tắc cương, nghĩa là không ham muốn thì sẽ là cương trực vững chãi. Thật vậy, một người không ham muốn thì họ sẽ không bị kiêng kỵ bất cứ điều gì. Lời nói của người ấy luôn là một lời nói ngay thẳng, không bao giờ phải quanh co vua nịnh người khác. Người tu hành nhìn thấy bông hoa đẹp bởi vì họ có một nội tâm tươi đẹp, bởi vì người tu hành có thể xả bỏ được sự chấp trước, không chấp ngã cũng không chấp tướng. Vì sao như vậy? Bởi vì họ hiểu được rằng thân thể của chúng ta thật sự chỉ là do các yếu tố khác nhau giả hợp tạo nên. Nếu như chúng ta quan sát kỹ về chính bản thân mình, thì ai ai cũng có thể thấy được sự giả hợp đó. Tôi ví dụ, nếu như thân thể này thật sự là của ta, vậy tại sao chúng ta không biết được lúc nào chúng ta sẽ bị bệnh, lúc nào chúng ta sẽ chết, vân vân. Vì thế, Đức Phật đã dạy, cuộc đời không có cái gì được gọi là vĩnh hằng bất biến, mà mọi cái, mọi sự, mọi vật luôn trôi chảy và biến đổi. Đó chính là sự vô thường của cuộc sống. Nếu như chúng ta hiểu rõ được sự vô thường của cuộc đời, thì chúng ta sẽ không bị trở ngại, không bị phiền não chi phối, không bị cuộc sống làm đau khổ. Bởi vì họ đã hiểu rõ mặt thật của cuộc đời. 25. Mọi việc do tâm. Những người tu học Phật Pháp, điều thiết yếu nhất là phải bình tâm trước tất cả mọi việc, mọi hoàn cảnh. Cho dù đang đối diện với bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải bình tĩnh để quan sát nhận xét. Có như vậy, chúng ta mới có được sự nhận định và giải quyết vấn đề một cách đúng đắn. Và như thế, thì cho dù gặp phải hoàn cảnh nào, chúng ta cũng có được sự an lạc và vững chãi. Vì thế mới nói, cảnh vốn không tốt xấu, chỉ do tâm tạo nên. Hoàn cảnh vốn nó không tự nói là tốt hay là xấu. Giả sử hôm nay tâm tình của chúng ta đang rất vui vẻ hạnh phúc, thì chúng ta cảm thấy tất cả mọi việc đều là vui cả. Nhưng nếu như hiện tại tâm tình của chúng ta không tốt, thì gặp bất cứ chuyện gì chúng ta cũng cảm thấy không tốt cả.
Nói tóm lại, tất cả đều là vấn đề của nội tâm chúng ta, chứ không phải là do ngoại cảnh. Điều này trong Kinh Hoa Nghiêm nói, nếu có người muốn biết tất cả Phật ba đời, nên quán pháp giới tánh, tất cả do tâm tạo. Nhược nhân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Điều này có nghĩa là, nếu như có người nào muốn hiểu rõ được tất cả chư Phật ở khắp trong mười phương, suốt cả ba đời đã thành Phật như thế nào, thì hãy quán chiếu vào tánh của pháp giới. Nghĩa là hãy quán chiếu để thấy rõ tất cả vũ trụ vạn vật, tất cả đều do tâm tạo ra, đều nhân nơi tâm mà hiện hữu. Vì thế, sự nghèo nàn về tâm linh chính là sự nghèo nàn đáng sợ nhất của cuộc sống con người. Cho nên, kính thưa quý vị, chúng ta có thể thiếu thốn về vật chất, tiền bạc, nhưng nhất định chúng ta không thể thiếu về trí tuệ. 26. Sinh tử là việc lớn. Chúng ta vẫn đang đàm luận về nhân sinh. Vấn đề Phật giáo nhấn mạnh nhiều nhất đó là quan niệm về sự sinh tử. Phật giáo muốn mọi người nhận rõ chân tướng của sinh, lão, bệnh, tử. Vì thế, trong kinh nói, Đức Phật chỉ vì sinh tử đại sự mà muốn làm cho chúng sinh ngộ nhập tri kiến Phật, muốn mọi người hiểu rõ con người từ đâu mà đến, chết rồi sẽ đi về đâu. 27. Nhân duyên ba đời. Quan niệm về sinh mạng của Cơ Đốc giáo là hai đời, hiện tại và tương lai, tức đời này và đời sau. Thiên Chúa giáo cũng quan niệm như thế. Nghĩa là, theo quan niệm của Cơ Đốc và Thiên Chúa giáo, thì con người là do Thượng Đế sáng tạo ra, và đời sau, sau khi trải qua sự phán xét của Chúa, mà sẽ được lên thiên đàng hay xuống địa ngục. Theo quan điểm của Phật giáo, thì sinh mạng của con người tương tục từ quá khứ đến hiện tại cho tới tương lai, hay nói gọn là tam thế quan niệm. Phật giáo dùng quan điểm này để giải thích sinh từ đâu mà tới. Nguồn gốc của sinh chính là nghiệp lực, tức là năng lực của nghiệp hay sức mạnh của sự tạo tác. Trong quá trình từ khi chúng ta sinh ra đến khi chết đi thì có dài có ngắn khác nhau. Đối với vấn đề phúc, họa, sống, chết này, theo quan điểm của Cơ Đốc giáo cho rằng tất cả đều do Thượng Đế an bài. Nhưng theo quan điểm của Phật giáo thì đó là do sự dẫn dắt của nghiệp lực. Nghiệp là sự tạo tác, hành động. Nếu tạo tác, hành động thể hiện qua thân thì gọi là thân nghiệp, thể hiện qua miệng thì gọi là khẩu nghiệp, và thể hiện qua ý thì gọi là ý nghiệp. Chính sự tạo tác, hành động này của chúng ta đã tạo thành một năng lực dẫn dắt chúng ta, và đó chính là nghiệp lực. Và đương nhiên, nghiệp lực của người này sẽ không giống với người kia. Vì thế, nên trong cuộc sống mới có sự khác biệt giữa mọi người. Giả sử như trong đời trước, anh đã sát sinh quá nhiều, nhất định đời này anh sẽ bị đoản mạng. Hay trong cuộc sống hiện tại mà chúng ta làm quá nhiều việc ác, thì ngay trong cuộc sống này ta cũng không có hạnh phúc, an lạc. Và nhất định đời sau chúng ta sẽ phải thọ nhận những quả báo đau khổ. Đó chính là đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần, trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. 28. Sợ chết hay sợ sống? Mọi người chúng ta đều có một quan niệm sai lầm, đó là rất sợ cái chết. Nhìn thấy trong nhà ai có một cỗ quan tài, nếu như đi ngang qua nhà đó thì mọi người rất là sợ sệt, sợ hồn ma của người chết, sợ người chết hóa thành ma hù dọa chúng ta. Kính thưa quý vị, chúng ta không nên sợ cái chết. Điều chúng ta đáng phải sợ chính là sự sống của chúng ta.
Vì sao vậy? Kính thưa quý vị, có thể trong hội chúng này sẽ có nhiều người ngạc nhiên phải không? Thưa quý vị, thật vậy, cái chết không có gì đáng sợ cả. Bởi vì trong cuộc đời đã có sinh nhất định phải có tử, không hề có ngoại lệ, không có người nào có thể trốn khỏi lưỡi hái của tử thần. Chúng ta đã được sinh ra, nhất định chúng ta sẽ phải chết. Cái chết không từ một ai, cũng không thiên vị một người nào. Cho dù quý vị có quyền cao chức trọng, cũng không hối lộ được cho thần chết. Vì vậy, chúng tôi nói rằng, chúng ta không nên sợ chết, bởi vì đó là một sự thật mà bất kỳ người nào cũng không thể tránh khỏi. Đã là một sự thật không tránh khỏi, thì tại sao chúng ta lại phải sợ, mà lại không chịu nhìn rõ và tiếp nhận nó? Vì sao chúng ta phải sợ chính cuộc sống của chính mình? Thưa quý vị, chúng ta sợ cuộc sống của mình, đó là sợ mình không làm chủ được bản thân, không tu tập chánh pháp, sống thiếu lòng vị tha, mà phải gây đau khổ cho chính bản thân và cho cả mọi người xung quanh. Vì vậy, khi biết sợ cuộc sống của mình, tức là chúng ta biết nhìn lại những việc làm, những lời nói, những suy nghĩ của bản thân để có cơ hội tu sửa bản thân trở thành tốt hơn, trở thành con người có ích cho gia đình và xã hội. Vì thế, khi chúng ta biết sợ cuộc sống của chính mình là để sửa mình tốt hơn, xây dựng cuộc đời tốt hơn và yêu cuộc đời hơn, chứ không phải chối bỏ cuộc đời. Như vậy, bây giờ trong hội chúng đây, vị nào không còn sợ chết thì đưa tay lên. Trời ơi, tất cả quý vị đều không sợ chết nữa rồi sao? Vậy thì tốt quá. Tất cả quý vị đều đồng ý với chúng tôi về quan điểm trên phải không? Thật vậy, kính thưa quý vị, chúng ta sống trong cuộc đời, chúng ta cần phải có cái nhìn chính xác về cuộc đời. Đừng để cuộc đời lừa dối mình. Chúng ta phải biết rằng cái chết không có gì đáng sợ cả, bởi vì đó là định luật tất yếu của thế gian này, không một ai có thể tránh khỏi. Vì thế, khi cái chết đến với mình, chúng ta nhất định phải nói với nó rằng: trời đất có bốn mùa xuân hạ thu đông, con người thì có sinh lão bệnh tử. Đây là một quá trình diễn biến rất tự nhiên, không ai có thể vượt ra ngoài nó được. Mỗi ngày chúng ta đều sợ cái chết đến với mình. Trong lúc còn sống, chúng ta không hiểu biết về cái chết mà lại luôn luôn sợ hãi nó, luôn luôn lo lắng về cái chết. Thế rồi, hoài nghi không biết có hay không có đời sau. Thêm nữa, giả sử như có người không có cơ hội đi nghe hoặc học hỏi Phật Pháp, cũng không có bạn bè thân hữu chỉ bảo để hiểu về sự thật của cuộc đời, thế rồi người đó đến lúc lâm chung cũng còn mơ mơ hồ hồ, tâm lý sợ sệt, đau khổ khởi lên, và thế là sẽ tự mình đi vào cõi khổ. Kính thưa quý vị, ngày nay chúng ta có mặt trên cuộc đời này, nhất định sẽ có ngày chúng ta phải chết. Đối với vũ trụ, đối với nhân loại, thì cái chết là một hiện tượng rất tự nhiên. Nếu như con người mà không chết, thì thế gian này sẽ không có sự vô thường. Mà nếu như không có sự vô thường, thì quý vị nghĩ xem, khi chúng ta chào đời chỉ là một đứa bé nhỏ xíu, và chúng ta sẽ mãi mãi là đứa bé nhỏ xíu như vậy mà không bao giờ lớn lên, trưởng thành được. Như thế, quý vị nghĩ xem, điều đó có đúng không? Vì thế, chúng ta không nên sợ cái chết, mà chỉ nên sợ ta đã sống không tốt mà thôi. Như vậy, làm thế nào để chúng ta trở thành bất sinh? Có phương pháp nào để chúng ta có thể trở thành bất sinh hay không? Kính thưa quý vị, tôi xin thưa là có. Đó là tu tập thiền định, đạt đến minh tâm kiến tánh, tâm trí khai ngộ, hoặc tu tập theo tịnh độ, chí tâm niệm Phật, đạt đến nhất tâm bất loạn, hoa khai kiến Phật, ngộ vô sinh, thì liễu sinh thoát tử.
Ngược lại, nếu như quý vị chạy theo sự mê tín ở bên ngoài, tin theo quỷ thần, đồng bóng, tin theo những lời mê hoặc dụ dỗ của những kẻ lường gạt, bất lương, thì quý vị không thể nào giải thoát, mà quý vị sẽ rơi vào con đường tà đạo. Bởi vì những kẻ đó không có phương pháp chân chính, không theo con đường chân chính, cho nên bản thân họ cũng rơi vào phàm phu sinh tử luân hồi trong lục đạo. Vậy làm sao họ có thể hướng dẫn quý vị thoát ly sinh tử? 29. Làm thế nào để không còn sinh tử? Hôm nay, vấn đề chính mà chúng tôi muốn nói đến chính là làm thế nào thì chúng ta mới không còn tái sinh. Trong kinh, Đức Phật đã từng dạy chúng ta cần phải minh tâm kiến tánh, nghĩa là phải tu tập, thực hành những lời dạy của Đức Phật để làm sáng tỏ nội tâm, thấu suốt bản tánh vốn không sinh diệt của mình. Sinh từ đâu đến? Chính là từ sự khởi tâm động niệm. Bởi vì ngay từ lúc chúng ta mới móng tâm, khởi niệm, thì chính từ trong tâm của chúng ta đã có một sức mạnh đưa chúng ta đi đến sự chấp thủ, xả bỏ. Đó chính là chúng ta đang đi vào sự sinh tử. Ví dụ, trong khi bạn đang tham đắm vào tiền bạc, của cái vật chất của bạn, thì khi bạn từ trong nhà đi ra ngoài, trong lòng bạn luôn luôn nghĩ đến những của cải vật chất, tiền bạc. Bạn cứ lo nghĩ rằng không biết mình đã khóa tủ cá nhân két sắt đã kỹ chưa, và bạn cứ luôn luôn lo nghĩ về vấn đề đó mãi không thôi. Vậy trong thời gian đó, bản thân bạn luôn bị sự lo lắng phiền muộn chi phối. Hay giả như một vị giám đốc có công việc phải đi công tác, vị này có một người vợ rất xinh đẹp đang ở nhà. Nếu như vị giám đốc đó thiếu chất liệu của sự hiểu biết, tin tưởng, thương yêu đối với người vợ của mình, mà trong lòng anh ta chỉ có sự chấp ngã, ích kỷ, hẹp hòi, thì trong lòng anh ta luôn luôn bị sự lo lắng phiền muộn dày dò. Anh ta lo lắng không biết người vợ của mình ở nhà có làm đúng theo lời mình đã căn dặn hay không, không biết người vợ ở nhà có chung thủy với mình hay không, và rất là nhiều điều lo nghĩ khác nữa. Cứ như thế, anh ta sẽ bị những lo lắng phiền muộn chi phối và không còn đủ sáng suốt để giải quyết công việc. Nếu như đối với bất cứ sự việc gì chúng ta cũng tham đắm chấp trước, thì nhất định chúng ta sẽ bị luân hồi trong cõi trần gian này. Hay nói cách khác, chỉ cần chúng ta một niệm chấp trước không được đoạn trừ, thì nhất định chúng ta sẽ không bao giờ đạt được sự minh tâm kiến tánh, không thể nào vượt thoát được sinh tử luân hồi. Tiếp theo là nói đến chấp nhận cuộc sống. Ở Đài Loan, có rất nhiều người thích xem bói, đoán số phận. Không biết người Singapore có người đoán số mạng hay không? Đối với Phật giáo, nói đoán số mạng là phạm giới, không luận là xuất gia hay tại gia. Hễ ai mà xem bói đoán số mạng là phạm giới. Trừ phi là dùng việc đoán số để có thể độ người thì mới không phạm. Rất nhiều người thích về bói toán, đoán số mạng. Tôi biết về đoán số, cũng hiểu Phật Pháp. Tôi biết nếu nói với người khác một ít về đoán số thì người ta thích lắm. Nếu muốn nói và đoán số mạng cho mọi người, tốt nhất nên nói những điều tốt, không nên nói những điều xấu. Nói điều xấu sẽ khiến cho người ta tối ngủ không yên. Có người khi xem cho người khác thì thích nói: này, tháng 7, tháng 8 phải cẩn thận xe cộ, bạn sẽ chết ở sân bay Singapore đó. Và người kia trong lòng luôn luôn lo lắng: bây giờ mới tháng 5 mà phải lo đến tháng 7 rồi. Sự thật có chết hay không thì còn chưa biết, nhưng hiện tại thì đã lo lắng không yên. Vì thế, tôi nói là người học Phật phải chấp nhận cuộc sống, đừng có tin vào đoán vận mạng. Thế nào là chấp nhận cuộc sống? Đó chính là đối với sự thật không thể thay đổi được thì chúng ta phải tiếp nhận. Có lần, có một phụ nữ khoảng 48 tuổi mang hai đứa con đến tìm tôi. Một đứa thì chậm phát triển, một đứa
thì bị bệnh thần kinh. Cô ta tìm tôi để làm gì, quý vị biết không? Đó là muốn nhờ tôi làm phép gia trì cho hai đứa nhỏ. Cô ta chưa hiểu được những điều căn bản của Phật Pháp. Nếu như những đứa trẻ kém phát triển và bị bệnh thần kinh mà tôi có thể làm cho lành, thì ngày nay tôi có thể làm nghề đó và đã kiếm được rất nhiều tiền rồi. Cô ta chưa hiểu được những điều căn bản của Phật giáo, nên cho rằng người xuất gia có khả năng gia trì làm cho những đứa trẻ chậm phát triển và bị bệnh thần kinh trở thành người bình thường. Tôi nói với cô ta không thể làm được. Cô ta rất đau khổ. Cô ta nói với tôi rằng: con đời này không làm một việc gì tội lỗi, mà sao sinh hai đứa con, đứa thì bị bệnh thần kinh, đứa là chậm phát triển. Tôi bèn nói với chị ấy rằng: ai cũng không muốn con của chị bệnh như vậy cả. Chúng nó bị như thế đối với quốc gia, xã hội là một tổn thất, còn đối với chị là một gánh nặng, một sự đau khổ. Nhưng chị không thể cho rằng lạy Phật thì Phật sẽ làm cho đứa trẻ lành bệnh thần kinh, đứa trẻ chậm phát triển sẽ trở thành thông minh. Đây là điều không thể làm được. Cô ta nói: thưa thầy, con rất siêng năng lễ Phật, niệm chú Đại Bi, nhưng đều không có công hiệu, con khổ quá. Tôi nói: quan niệm như vậy là không đúng. Ngày nay chị gặp phải sự thật thế này thì chị đành phải chấp nhận. Đối với sự thật không thể thay đổi này, chị chỉ có cách là đành chấp nhận hiện thực mà thôi. Rất nhiều người không học Phật nên không bằng lòng chấp nhận sự thật. Ví dụ như một người đàn ông cưới về một người vợ, người vợ thì rất tệ, không chịu giặt áo quần, rửa chén bát, chỉ có biết đánh con cái, la lối suốt ngày, lại còn hay ghen bóng, ghen gió. Người chồng nói chuyện với một bà lão đã 70 tuổi, cô ta cũng ghen. Nếu như cưới phải người vợ như thế, mà người chồng không chấp nhận hiện thực của mình, thì rất là khổ. Để thay đổi cô ta, thì người chồng phải đánh. Nhưng càng đánh, cô ta càng làm dữ hơn. Cuối cùng, cô ta duỗi tay duỗi chân nằm liều ra đó. Vì thế, nói chấp nhận hiện tại chính là nói, đối với những sự thật mà ta không thể thay đổi được, thì tốt nhất là hãy chấp nhận nó đi. Quý vị Phật tử, tôi nói câu này hy vọng quý vị có thể tham khảo. Cũng là một câu cách ngôn mà quý vị cần ghi nhớ bên mình. Bài xích